Chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom Mình đang trên tay chiếc Vsmart uh, B3 nhé Mã là V220A Thì video này mình cũng chỉ muốn nói nhanh là bên mình nhận hỗ trợ rút con này nhé Đấy có hỗ trợ rút này à, uh, Rốt cái Magic uh, um, Khi đã rút được rồi thì các bạn thích cài fake email, fake GPS thì bên mình đều cài ok nhá, Đây là Con này cao nhất động chỉ có Android 9 đấy các bạn nhé Con này nó không có tem Win Recovery các thứ nên là rút con này nó cũng không đơn giản đâu thì uh, đây là bên mình đã cài rút thành công trên Magic 25.2 này và mình check rút ok các bác nhá chúc mừng quyền rút đã quy đặt trên thiết bị này thiết bị là b3 android 9 thì b3 này ra thì một số cây khác như là con star 3 này con star 5 này con star 4 với mình cũng đều rút ok nhá các bạn có nhu cầu rút những cái đời vsmart thì bên mình bên mình là đoàn nắp zoom các bạn search là đoàn nắp zoom trên google sẽ ra bên mình đầu tiên nhá bên mình chuyên về phần mềm các dòng điện thoại android iphone nhá xin cảm ơn xin chào các bác